Rồi bây giờ ghé nhà ông Sáu trước nha. À. Ôi đi xuồng dạ. Sáu ghê thiệt luôn á. Dạ cả, cô bán bình gì, sao mấy tuổi rồi? Qua đường anh. Nhà của ông Sáu chứ bà Sáu nè. Ở nơi đây thì view này là gọi là view cây đước. Có nghĩa là nhìn qua bên đây là tối ngủ là mình nhìn thấy cây đước luôn. Bên đây là phần gì ông Sáu? Cái nhà tính sửa lại nè. Ông Sáu lượm đá về hả? Không lượm đá trên núi. Ông lượm ở đâu? Rồi núi Phe Lá đó. Chỗ nó bắn đá đó. Ông lượm hàng ngày ông lượm mấy cục? Rồi lượm trời êm thì mình chở được hai xuồng đó. Đem cái lú ra là mấy giờ vậy? Bao lâu rồi đó? 3-4 tiếng gì chưa? Chắc không tới đâu. Nhưng mà ba ký này nó ra ăn lúc khi nào không sao? Nó ra thường là hơi tối rồi nó ra. Dạ. Mấy giờ mấy ông cháu mình đi thăm? Bây giờ mày thấy mình đi thăm sớm cũng được. Thôi để tối tối đi, đi thăm cho nhiều. Dạ cũng vậy à. Dạ. Thôi bây giờ ghé nhà ông Sáu trước nha. À. Ôi đi xuồng dạ. Sáu ghê thiệt luôn á. Đây là chiếc xuồng của ông Sáu. Đây là một cái chiếc xuồng thường thì người ta đi đi biển, người ta đi bằng chiếc vỏ lãi hết nè. Nhưng mà hôm nay là ngồi trên chiếc xuồng mà đi biển ghê thiệt luôn á. Ôi trời ơi. An toàn không Sáu? À. An toàn không? An toàn. Trời này thì an toàn. Trời sống nữa thì không dám. Ủa sao không dám? Sống rồi sợ nó hụt mình á. Có lúc không? Lúc à. Ôi. Bảo đảm được nhiêu phần trăm sao? Hả? À. Bảo đảm được nhiêu phần trăm? Cái này à, bảo đảm chắc 50 à. 50. Đảm được hết đấy. Sau lưng của Mùi Hồ là anh Tiến, thầy cô bác anh chị. Biển bây giờ thì đang biển động á. Và bây giờ ông Sáu thì sẽ chở Mùi Hồ với lại anh Tiến sẽ đi vô trong nhà ông Sáu để mà tối đợi đặt ba kia. Vô đây thì khuất dạng mặt trời rồi. Hình nữ là cô bác anh chị sẽ lấy một màu tối thôi à. Và chỉ là một màu nắng. Nhưng mà bây giờ là một màu tối. Mấy giờ anh Tiến? Đồng hồ này hết pin rồi. Anh nói chơi vậy thôi. Ông Sáu ơi, chở dạ. Con đi ông có buồn không? Buồn cái gì mà buồn? Sao không buồn? Buồn gì mà buồn? Sao buồn đó, nghèo vậy? Vui không? Vui. Anh Bí ơi, đi vui không? Cô bác quý anh chị nói thật ra thì đây là một buổi trải nghiệm, nhưng mà Mùi Hồ muốn thử cái cảm giác của một người ngư dân ở biển, sống cái biển là như thế nào. Và đây là một lần cuối môi mà Mùi Hồ có được. Và bây giờ Mùi Hồ đang nhảy vào một cái con kênh này, cô bác quý anh chị đó. Đâu. Và đằng sau lưng này là đây là một người cụ già. Không biết là khi mà cô bác quý anh chị nhìn vô hình như thế nào, nhưng mà hiện nay vào một ánh chiều tà như thế này, với một cái khung cảnh buồn như thế này, và Mùi Hồ có cảm giác là cái người dân của miền Tây á nó riêng, và người dân của miền Nam nói chung vẫn còn đâu đó vẫn còn rất là nhiều người mà phải khổ cơ hàng, chẳng hạn như là ông Sáu ở đây. Chắc có lẽ là mình sẽ lại lần đó mình chụp với ông Sáu một tấm hình nào đó ha. Ông Sáu chở con đi, ông Sáu buồn không? Buồn thì buồn, vui lâu lâu em mới chở chứ phải chở hoài đâu mà buồn. Thì đây sao tới chừng mà đập mà nó êm lại tôi đi đục mớ hào rồi chú có xuống là ấy mớ hào gì ạ.
mà lớn thì cũng có thật sự á. Dạ. À, làm nghề biển này thấy cực dữ không sao? Nó cực nhưng mà nó khỏe nó vui. Dạ. Đây là một cái đường đi vô một cái kênh đào. Anh bên này đặt đúng không đó? À. Chào anh. Ôi cái cảm giác này vô mốt ra tí. Thật ra thì con rất thích là cái khung cảnh như thế này ông Sáu. Yeah. Ông Sáu hổng gà giấu con, ông Sáu đâu có giới thiệu cho con đâu. Bây giờ giới thiệu ông muộn. Đâu giới thiệu con biết không? Đây cô bác của anh chị, quay cho cô bác của anh chị đấy. Ông Sáu gắn bó với nghề biển này, yêu nghề biển nhiều không? Đây cũng mười mấy năm rồi. Anh Tý ơi, chào khán giả anh cái. Ông Sáu đặt những cái con ấy ở trong đây hả? À, những cái con ba kia đặt trong này hả? Không, đặt mình đặt cái đàn đẳng ra ngang tròn thì thẳng vô. Đặt này đặt cũng có nữa. Nhưng mà nó xa đường mình đi. Dạ. Con lấy nụ cười ông Sáu hiền ghê á. Thiệt mà. Cái bắt nó chuyện đấy hả? À. Ở đây người dân miền Tây cứ gặp là nở nụ cười trước à. Có ngàn như Sáu ở đây chẳng hạn nè. Đây là những cây nước. Cây nước. Dạ. Cây nước cây giá nè. Cây giá ăn được không sao? Cây giá mũ ấy mắc sốt lắm đó. Mà con nghe nói ông Sáu có lên gần hái hái cây gừng nữa hả? Có. Có lên hái không? Có. Lội núi hả? Lội lên núi rồi hái ba cái lá mình ăn bánh á. Ê chào con. Ôi. Ôi cảnh này nã ghê luôn á. Ông Sáu lại lội lên núi hái luôn hả? Ừ, lội núi á. Nói lên núi chứ lên không có xa. Rồi bữa nào ông Sáu dẫn con đi được không? Được. Bữa nào đi làm bánh rồi cái này nái ra cây gừng đó. Làm bánh gì? Bánh xèo ấy, gì đó. Về ừ. Cái mình lấy lá cây gừng đó về mình ăn. Ông Sáu biết đổ bánh xèo không? Mà rủ làm bánh xèo bà xã đó bà đổ. bà Sáu thì đi lấy lá cây. Đổ ông Sáu đi lấy lá cây. À. Tới chưa sáng? Qua rồi, này tới rồi. À. Cái xúc cái khúc này thấy sầm uất không sáng? À. Đây là những cây cầu vệ sinh. Ô, hôm nay thì rồi con đến đây nhờ ông Sáu chia sẻ thấy những ngôi nhà này cô bác của anh chị. À. Những ngôi nhà này là làm ngày biển hết đây sao không sáng? Biển. Ô. Ôi trời. Những hộ gia đình này họ giàu không sao? Nó không đủ ăn. Cá mình dữ. Dạ. Nó cá mình dữ. Cá không Sáu hả? Rồi tới rồi. Dạ. Nước này là nước mặn hay nước lợ không sao? Nhà ông Sáu đâu? Nhà này hả? Không, nhà kia. Nhà bên đó đó. Bỏ nhà này qua bước qua đụng rồi. Nhà bự hả ông Sáu? Nhà nhà bự hay nhà nhỏ? Nhà cũng trọng, đưa cái dành tôi bê. Nhà vô. Cũng trọng ha. Dạ. Bây giờ đây nè qua cầu rồi mày. Dạ, bây vô này mình tới về mình khỏi có quay. Khỏi có quay đầu lại ha. À. Dạ cả cô bán bên gì sao mấy tuổi rồi? Qua đường không anh? Nghe lâu lâu cái qua đây đặt cũng có bà khía nữa.
Nhưng mà đi cảm thấy khó không sao? Đi nó cũng hơi khó, bởi vì cái này kia rồi kia đó. Dạ. Nhà sáng nhà này hả? Dạ. Nhà này hả? Dạ. Ông Sáu lên là đường nào? Chui. Lên đường cầu này nè. Dạ. Nhà của bác con gì? Nhà của ông Sáu nè. Ôi, thấy đau thương dữ. Ông Sáu đang neo cái dây lại. Ông Sáu cuột chắc không? Không ấy còn chuột cuột cho. Nói chơi cô bác quý anh chị cho ông Sáu vui. Chứ thật ra thì ông Sáu là buộc dây là số 1 rồi. Ô, nhà vệ sinh của ông Sáu nè. Đây là nhà của ông Sáu. Giờ cứng hả? Ờ, dạ con chào cô ba. Đây dạ. Bà vợ xã. Ồ. Dạ. Ngồi đây ba thấy không? Ồ. Ồ, bà Sáu là người Kinh mà. Hay người Khmer? Người Kinh. Ồ, bà nói bà khoa khơi có uống con nghe không gõ. Bà Sáu đang làm gì đó? Cá nè. Cá cơm. Cá gì? Cá cơm nè. Biết con đến đây đãi con ăn hay sao? Hả? Biết con đến đây đồ lột đãi con ăn hay sao? Ừ, có ăn không? Ăn thử nè, giờ ăn cũng được nữa nè. Cá này người ta luộc sẵn rồi, ta sấy rồi. Trong hãng nó sấy rồi, mới đem ra thì mình chấm mắm me ăn ngon lắm mà. Ở sao mình lột là lột sao bà sống? Đây nè, mình lột thì mình lấy cái xương ra. Điện thoại đẳng kìa, điện thoại coi. Nè. Hồi xưa á, ha. Lột cái này nè, cái bắt đầu tuốt cái xương này nè, đó, tuốt ra. Bây giờ không có, bây giờ chỉ xé làm hai thôi nè, xé hai. Xé con cá cơm ra làm hai. Đó, xé ra làm hai, có cục cứt đây, cục cứt đỏ đây đồ xuống. Cục cứt cá. Ừ, đó, nè, đó, trống lỏng. Để đẳng đi. Ồ, là bà Sáu lột mướn hả? Lột, tối một ngày nè, cái bọc này nè, sáng 5kg lột, tới chiều tối tới hết cái này là được 22 nè. Như vậy? Thì 1kg 7 ngàn đó, 3kg nhiêu? 3kg 21 ngàn, 3kg gửi. Uống trà nè. 3kg gửi thịt này nè. Dạ. 5kg này lấy 3kg gửi thịt này nè, tính như tiền 7 ngàn ký đó. 21 ngàn. Ừ đó. Nhưng mà con cá này là ta luộc rồi hả sao? Ừ, sấy rồi. Ta sấy hết rồi, ăn liền. Sấy chín rồi. Sấy là ăn liền được luôn hả? Ừ. Bà Sáu ăn thử không? Có một lần á là ăn mắm me, làm chén mắm me để đây nè, rồi bắt đầu mình lột cái nào giòn giòn chấm ăn. Nè như mấy con cá này là cá ngon. Cái này xé chấm nè. Cái này nhâm xài nhậu cũng tới tay. Bà Sáu có nhậu không? Không. Sao bà biết tới tay nữa? Trời ơi, mấy con này nó nhậu dữ lắm mà. Nó ở đây nó xinh này nó nhậu ngon lắm. Xinh nào đâu, xinh nào? Nó xinh cá cơm này nè. Còn cá này ít có tạp lắm. Dạ. Nó xinh này nè, cái nó. Đâu bà Sáu ăn nữ con coi coi. Trời ơi, ăn thì tỉnh bơ, vẫn cổ không có nữa. Nhăn ngon lắm này ơi. Nãy hả, cầm cái này hả? Ừ. Trời mẹ em có món không? Cơm biển. Cá cơm biển. Ừ. Mặn mặn. Ừ, mặn mặn vậy. Mà người ta thấy rồi người ta mới ngâm xài. Làm gì mà sao ngâm xài? Chứ xài mình bầm mình trộn đường vô. Dạ. Thử mỡ tỏi cái này mình xào nè. Dạ. Rồi mình để đường vô. Đường bột ngọt vô, tỏi vô ăn rồi trộn xài vô. Bà Sáu ngày xưa giờ làm cái công việc này thôi hay sao? Trời, ta làm trăm chuyện, ta nói mày nghe không hết. Nói này cởi còn nghe. Đó, cái tủ trong đó đó, bán bún riêu, bán bún cá, rồi bán bánh ướt, bánh tầm, bán cháo, bán gì đủ thứ. Rồi đổ bánh khọt, bánh xèo đi bán, rồi chạy xe đạp, chiếc xe đạp, rồi đổ rồi vô hộp chạy đi bán. Ên là mình ên, rồi bán cũng bưng của mình ên, rửa dẹp của mình ên. Vậy sao bây giờ bà Sáu chuyển sang nghề này? Trời trời, tao cũng tao trăm chuyện, cái tao bán không phải bưng mình ên, tao vừa bưng vừa dọn, không nổi con. Nè, cái giỏ tao nè. Teo là ha. Ừ, ô thương ghê. Cua kẹp tao không biết xin tao không được nè đó. Nè cua kẹp này xin. Cua biển kẹp hả? Cua biển kẹp bỏ càng đây luôn. Trời ơi. Đỡ nhà tháng nay tao đi không nổi. Bà Sáu với ông Sáu là có mấy người con? Có ba đứa mà có chồng vợ. Ông dương trước nghe ông Sáu nói là có ba người con ha. Ba đứa đó, có chồng vợ hai đứa còn đứa đó. Ngủ lắm mày. Nhà sập cái chân vợ còn mấy. Tao muốn đắt chỏi chỏi ở chỏi viết vợ sập cái y luôn.
Đó. Đất này là đất đậu bà sao hả? Đất nữa, có đây giờ mình ở là thiệt khổ của mình luôn. Mình ở hồi đó giờ mấy chục năm rồi. Dạ. Yeah. Ừ, đó. Giờ khổ lắm thôi, giờ tao lột cái này ở nhà, không đi đặt lên nè, tao lột nhiều nè. Rồi cái này mà lột ít tiền nó đi bán bánh xèo, bánh đổ đi bán. Đổ rồi vô hộp chạy xe đạp, chạy bán vậy. Hồi, ở đó, hồi lại đây tới giờ, cái rồi hết cái số này khổ hơn tăng hết chứ, mang hai trăm ngàn. Đây còn có hai vợ chồng già thôi. Hai chồng già với thằng Út. Còn cô là sao? Cô này bà cũng khổ, không có chồng, có con cho. Cô không chồng, không con luôn hả? Có con mà không có chồng. Bà ta khổ lắm, bà đây, ở đây ăn uống. Ủa sao có con mà không có chồng? Có chồng mà không có con, chồng chết rồi. À. Ừ. Nhà cô đâu cô? Nhà trên kia. Ở trên kia mà con nó ở rồi. Con nó ở rồi, bà không ở rồi. Rồi cô ở đâu? Ở đây. Ở với bà Sáu luôn? Ừ, ở đây, nó lột cá vậy nè. Sống tá túc vậy đó. Tính xin cái chòi kết đây để cho ngủ. Là bây giờ không ở với con được? Không ở được. Rồi bà nói, bà kêu cho ông Sáu á kiếm đống cây nước rồi đi cắt cho bà cái chòi bà ở đây nè, ở sau hè nè. Mà ông Sáu ổng nhà ổng chưa có khả năng lo nổi nữa, có đâu mà lo tiếp, mà cứ ở đây chung đi. Đó. Trời ơi, mày thấy ông Sáu cỡ cực. Ổng đi lụm đá kìa con, ông chắc nè, tới mí này nó chung dưới sàn chắc thì cục mà để nguyên vạt đót cho nó. Chắc tới mí già này ra tới hải quản lỡm mới lớn nè. Nổi cho một ngọt trên đầu gối này rồi đi xuống nước sạch chị mới hết về đó, chưa có trả được nữa. Bây giờ nó khổ ghê lắm, trời ơi, ta cảm ơn mày cho tiền, mua lúa thêm giá muốn chết luôn. Không, đứa đó con đưa tiền ông Sáu mua lúa hả? Hả? Ừ, đang mua lúa, yeah. Mua thêm. Ông Sáu mua được mấy cái nữa? Thì mua được 10 cái. Nè, bây giờ nè giá vậy đó, một ngày chỉ được 2 cái đó, ngồi giá muốn chết, không mua được 30 cái cho mua giá cho thằng ấy đó. Rồi sáng ngồi số giá không đó suốt ngày luôn, từ sáng tới chiều tới tối, chừng nào hết thấy đường thì nghỉ. Đó. Mua lúa đặt thêm là đặt có 20 cái lúa đặt có gì đâu. Ủa cái này là bà Sáu lật nãy giờ là con coi không rõ. Có người tách ra làm hai thôi ha, bỏ đầu. Có đầu lấy đồng chi đó xé nè. Nè, cầm cá xé. Nè, xé ra gì thôi. Bỏ đầu hay lấy đầu? Đâu có lấy đầu nè, nó có cái cục cứng nền, lấy cái tay mình đùa. Nè. Ôi, cực dữ trời. Mình lấy 3,5 kg mình đưa cho người ta 3,5 kg thịt này ha. Cái đầu là phải 1,5 kg cho đủ. Là đủ 5 kg. Hảo rồi, kêu về nó pha cà phê coi. Thôi được rồi bà Sáu. Thôi bà Sáu với lại cô Lật nghe nha. Con đi tham quan nhà mình đi xíu. Rồi. Dạ. Ôi. Còn tao chạy đây để đặt lú đó, tao vô tao xem có cái dơ giật má cho tao. Cái này là gì bà Sáu? Cái bồn đựng nước uống. Cái gì? Cái bồn đựng nước. Nước mưa hả? Má Sáu trên đầu mày đó. Ôi. Nước mưa này cô bác của anh chị. Ở đây khoan nước giếng không được hả bà Sáu? Trời ơi, có nước cái á. Tao cũng có cái ống nước truyền xuống vậy nè. Cái ở đây người ta xài có 7,000. Tao chia là người ta khoan giếng được không? Hả? Khoan giếng được không? Có cây nước. Ồ. Ừ. Sao bà không vô cây nước chính? Tiền đâu vô. Vô cây nước nhiêu tiền đặng? Vô cây nước mấy triệu tiền đâu vô. Mấy có, triệu? Có ống nước rồi mà không có cây nước. Cây nước mấy triệu đâu? Mấy 3 triệu nó đưa nó xuống đường lộ cho mình xuống đây. 3 triệu là hết luôn hả? Ừ. Rồi người ta nói cho mày nghe, tao chia hơi khối hai. Có nghĩa là 3 triệu mà không có tiền mà vô luôn. Tiền đó vô, có ống nước thì không có tiền vô. Hồi đó thì vô trên lậu, giờ ta cắt mình rồi, ta không cho mình vô. Đó, giờ đâu có nước. Giờ chưa, đây nè, cái bồn đó đó, tiền cái nhà hạ thứ 3, nó không khối 30 triệu. Ồ, cô bác của anh chị không biết sao á. Càng ngày gặp càng khổ luôn á. Nhà của ông Sáu chứ bà Sáu nè. Ở nơi đây thì wheel này là gọi là wheel cây nước. À, có nghĩa là nhìn qua bên đây là tối ngủ là mình nhìn thấy cây nước luôn. À, anh Trí ha. À, và bên đây là cái nhà vệ sinh của ông Sáu với bà Sáu. À, quay bên này cho cô bác quý vị xem. Đây là cái đường đi ra. Mà cái đường đi này á thì không phải là một cái đường đi bình thường. Tại vì nó là một cái đường mà xa lắm mới tới cái đường lộ chính ngoài kia. Lộ chính trước. Dạ. Dạ. Rồi bà Sáu với ông Sáu sử dụng nước gì? Nước mưa hết luôn. Mưa thăm đó, giờ hết mưa rồi, cái bồn khô gan đó. Dạ. Đó hết mưa cái bồn khô gan rồi. Người đổ người ta xài. Ở đây hàng cạnh có con nước ở trong đó. Ồ, bật đèn này được không sao? Dạ. Ôi.
Ừ. Trời ơi trời. Khổ, mày khổ không? Ở nhà cửa khổ không? Đây là cái khu nấu ăn của ông Sáu nè. Ừ. Cô bác quý anh chị thấy dưới này không? Cũng có bếp ga ha. Rồi đây là đồ nấu ăn nấu uống bắt ở đây chim lên đây. Dán ba cái dán này mà ông đi lấy ông lụm từ mấy giờ. Ờ đi từ mấy giờ đó có giờ còn trước để cho ông thức lại. Ờ đây là bàn thờ của nhà mình không sao? Có bật đèn đây được không sao? Có. Ôi sáng lên á. Ở đây đức thầy. Không sao theo đạo Hòa Hảo hả? Dạ. Hình có Đức Quỳnh Giáo Chủ các bạn Quỳnh gì? Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ôi dán ở như này nhìn thấy ghê quá. Chào anh. Con ông Sáu hả? Ờ. Rồi ở phần này là sao ông Sáu? Cái phần này là tính có tiền cắt lại nó gãy cây hết trơn rồi. Rồi ai ngủ đây không sao? Cái này trước là ngon, thứ hai bây giờ đi rồi nó đi theo vợ nó về nó sập á. Dạ. Rồi bỏ vừa không. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn có thường về ngủ không? Không. Nhưng mà ở đây mưa tạt dữ sao ngủ được? Mưa dột hết trơn rồi. Bên đây là phần gì ông Sáu? À, cái nhà tính sửa lại nè. Ông Sáu lượm đá về hả? Con lượm đá trên núi. Ông lượm ở đâu? Rồi núi Phai Lá đó. Chỗ nó bắn đá đó. Ông lượm hàng ngày ông lượm mấy cục? Rồi lượm trời êm thì mình chở được hai xuồng đó. Trời có sóng rồi như nãy đâu có dám đi. Đi cái lúc cái xuồng luôn. Cái này là nhà trước của ông không sao? Nhà trước á. Trời trời trời. Ở đây là cái nhà trước của ông Sáu nè, bây giờ nước thủy triều nó lên á. Thủy triều nó lên nó thủy cao dữ không sao? Lên nó ngập lên vàng cây gì đó. Trên cũng trên đồi gối à. Người con trai của ông Út, ông Sáu làm nghề gì? Con trai Út á? Nhà Út nó làm gỗ cho người ta. Ồ. Nó mới làm được năm mấy gì đó. Trước thì làm hồ. Ở dưới này là đá không hay gì ông Sáu? Đá, đá chở thảy vô đây nè. Bên kia sao? Ông Sáu? Bên kia đó người ta còn cái này là của ông Út nó ngủ à. Chỗ nào ông dẫn con vô với. Cái này của ông Út nó ngủ nè. Mưa nó giọt mưa cái nó ra ngoài. Giọt mưa là sao? À, giọt mưa á. Dạ. Mấy cái lỗ nè. Ồ. Cái giọt. Đó. Ngủ đây mưa tạt không sao? Giờ nó không tạt. Đi bển ở nhà người ta rồi. Dạ. Xe người ta gửi mình hay sao? Ờ xe của bà chị với cháu. Gửi mình nhà mình á. Ừ. Gửi hả? Ờ. Gửi nó đi về Cà Mau cũng được, gửi đây nó về. Dạ. Đây. Ông Sáu còn tivi coi nè. Có tivi này nè. Tivi này cũng cổ luật sĩ hả? Ừ. Cổ luật sĩ nó còn. Hư hoại. Bên đây là hướng nước mưa hay gì ông Sáu? Hướng nước mưa. Dạ. Giờ giờ hứng từng thao với không sao? Dạ. Ở đây mình có khoan cái giếng được không? Không. Ờ. Lúc trước là nó đem máy xuống đây nó phan mà phan được cái dưới là đá. Đây là ba con Sáu à? Đây là cậu. Dạ. Hồi đó mình ở với ổng. Dạ. Rồi có vợ rồi ổng qua đời cái thờ ổng. Dạ. Ô con thấy ở trên kia nó cũng dột hết trơn rồi. Mà cây này toàn bộ là cây đước hết à. Cây đước rồi. Ôi, rồi bỡ đước rồi. Dạ.
đi chỗ khác cho tôi lột cá ông ơi. Nhà ông Sáu con không dám đi mạnh ông Sáu ơi. Vậy cái này ông cắt cả chừng một năm nè mới được cái này, là ông vừa đốn cây ông gốc hen. Có nghĩa là vừa gốc cây mà vừa lấy tiền đặt này đặt kia để mua tôn hả? Tôn này ta cho. Tôn ta cho. Ta cắt cái nhà này nè, tốn có mấy miếng đó đó, có 200 mấy chục ngàn thôi. Rồi bên đây giờ không có tiền dừng nữa hay sao? Tiền đâu dừng? Nó tới đó thôi đó. Mà thấy tao dừng mình giải không? Này nhà này dưới nước không mà họ. Nhưng mà bà view này dữ luôn á. Ừ. View biển à. Có đồ nó dựng mua đó, miếng cao su đó dựng dựng dựng. Nó chơi vậy thôi chứ nhà của ông Sáu hiện nay cô bác quý anh chị nhìn tổng thể á thì nhà của ông Sáu được cất bởi những cái cây đước. Ừ. Cây đước là chính. Và vì sự thiếu thốn của ông Sáu bà Sáu á, những chỗ nào mà dừng bằng tôn thì dừng, còn những chỗ nào mà dừng bằng cái miếng xốp thì dừng. Và nhà của ông thì theo mình cảm nhận thì trống trước dột sau à. Nãy lên thì thấy cảnh cũng đẹp lắm nhưng mà vô nhà thì thấy khổ ghê á. Và đây là nhà vệ sinh của ông Sáu nè. Không biết nói sao luôn. Tối nay mấy giờ mới đi đặt gì không sao? Đặt rồi. Ông rồi. Đi thăm ấy thì chút ra mình ấy thùng đi. Cái đó là ông Sáu bán nhiêu ký? Ba ký á? Ký căng cho 350 ngàn. Ồ. Còn có 40 à. 40 ngàn hả? Ừ. Vậy bán con 30 ngàn ký được rồi. Ừ. Mày quen. Ta tính mời đem ra là ấy, cho còn chắc còn cù hả mày? Hôm nay thì con đến thăm ông Sáu bà Sáu á. Thì trước tiên là con đến thăm về hoàn cảnh gia đình mình, tại con biết thì qua cái clip trước á thì ông Sáu với bà Sáu, ông Sáu là chỉ đi đặt đú thôi. Hôm nay thì đến thăm gia đình mình. Thì cái thứ hai nữa tối nay con sẽ thăm thăm ba khía chung với ông để cảm nhận cái cuộc sống của ông như thế nào. Để có thể mà mua ba khía ông với giá rẻ 20 ngàn ký. Dạ, thôi con cảm ơn ông Sáu. Rồi con chào, hẹn gặp lại. Tôi cô bác quý anh chị cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem clip đến thời điểm này. Chắc có lẽ là tối nay thì hoặc là chút xíu nữa thì sẽ cùng Sáu để trải nghiệm thăm ba khía ha.